Tích Mệnh Mẫu, Trạch Lân Sử, Tử Bất Học, Đoạn Cơ Chử, Đậu Yên Sơn, Hữu Ngữ Phương, Giáo Ngữ Tử, Danh Cu Dương. Tích Mệnh Mẫu, Trạch Lân Sử, Tử Bất Học, Đoạn Cơ Chử, Đậu Yên Sơn, Hữu Ngữ Phương, Giáo Ngữ Tử, Danh Cu Dương. Này, thầy ngủ rồi. Tao cũng thấy buồn ngủ. Ngủ lát đi chúng mày. Cứ phải gọi là chuẩn không cần chỉnh. Mọi người ngủ đi, mình tranh thủ vào luộc nồi khoai đã. Ai cho các trò ngủ gật trong giờ học? Dạ bẩm thầy, chúng con học chữ, học cả cái tính, cái nết của thầy. Thấy thầy ngủ ngày, chúng con cũng chỉ học theo thôi ạ. Đúng đấy ạ, Hồng Diệp nói đúng ạ. Chúng con chỉ học theo thầy thôi mà. Bệnh nào, các trò không biết cái gì cả. Ta chiêm bao để bổ túc thêm chữ của các bậc thánh hiền. Bổ túc trong chiêm bao ạ? Là như thế nào hả thầy? Ta chiêm bao để đi gặp và nói chuyện với Chu Công, Khổng Tử, những bậc thánh hiền. Các trò chưa hiểu hết được đâu. Thế thầy cho chúng con ngủ ngay để được gặp các cụ thánh hiền đi ạ. Ngu như mày mà đòi gặp thánh hiền à? Thôi đừng chiêm bao. Bây giờ chúng mày có ngủ cũng không thể chiêm bao gặp được hai bậc thánh hiền đó đâu. Hai thánh ấy đi nghỉ rồi. Ơi, đúng, đúng vậy. Trò Hồng Xiêm quả là rất thông minh. Ta có lời khen. Ôi, thế thì nói chuyện gì nữa. Chắc các bậc thánh hiền không muốn bị mày làm phiền đấy. Có mà mày ý. Mày luôn làm hỏng mọi việc bởi những câu đối hết sức ngớ ngẩn, chỉ gây cười cho các bậc thánh nhân. Mày cẩn thận, không là tao cho cả nhà mày vào lò sấy đấy. Chưa chắc thằng nào hơn thằng nào đâu nhé. Tao cũng sẽ cho cả nhà mày vào cối xay bột đấy. Đây là lớp học, chứ không phải cái chợ. Các trò hãy biết bảo vệ hàm răng của mình. Giờ chúng ta học tiếp nào. Các trò có hiểu nghĩa của bài Tích Mệnh Mẫu không? Bói đây, ai xem bói nào? Nếu xem không đúng, thầy bói bù cho quẻ khác. Đặc biệt là thầy có thể ngửi sách đoán tài văn chương, đoán ra vận mệnh tiền tài. Bói đi. Nhờ thầy xem giúp con một quẻ với ạ. Ba Hào, mà anh định xem bói gì? Con nghe nói, con thấy thầy nói có thể ngửi sách đoán vận mệnh. Thầy xem giúp con đi ạ. Anh trả tiền vào cái đĩa, rồi đưa quyển sách của anh đây. Ồ, sách này rất thơm, câu chữ bay bổng, hoa thơm bướm lượn. Ắt hẳn, người này là một kỳ tài. Sau này, cậu sẽ lập được nhiều công trạng, giúp ích cho quê hương đất nước. Thầy ngửi sách rồi bói cho con một quẻ với ạ. Sách này nặng mùi kim tiền vàng bạc. Chủ nhân của nó ắt hẳn là giàu có nhất trong vùng. Tiền vàng nhiều thật đấy, nhưng chữ nghĩa lại kém. Lớn lên không cẩn thận rất dễ đi ăn mày, sướng trước khổ sau. Thầy ngửi phán linh tinh. Sách này chữ rất thơm, nhưng mà là thơm mùi thức ăn. Chủ nhân của cuốn sách này là người sành ăn, ắt hẳn nhà chuyên về ẩm thực. Đúng, đúng ạ. Lớn lên, chủ nhân cuốn sách này sẽ là ông chủ quán ăn. Nhưng cũng nên cẩn thận cái miệng mình. Nếu không hãm lại, ắt làm không đủ nuôi miệng, chứ đừng nói là bán cho khách. Dậy ngay,
Sao các trò dám bỏ học mà ngủ thế kia? Chúng con có ngủ đâu ạ. Chúng con đang chiêm bao để gặp Khổng Tử và Mạnh Tử đấy chứ ạ. Cho bảo chiêm bao để gặp Khổng Tử và Mạnh Tử, thế nói thầy nghe, hai ông ấy nói gì, dạy gì cho các trò? Dạ thưa thầy, hai ông ấy bảo sao lâu nay không thấy thầy của các trò đến thăm. Con mới nói rằng hôm qua thầy con có đến thăm hai ông. Hai ông giận lắm, nói rằng các trò về nói với thầy đồ bư rằng trò bư vẫn chứng nào tật ấy, mãi không bỏ được cái tật khoác lác. Thật ra là ta đang chuẩn bị ra mắt tập thơ. Ta không muốn làm các con ảnh hưởng. Thầy muốn làm nhà thơ ạ? Thầy đi sinh hoạt hội thơ với các cụ bô lão trong làng đã gần một năm nay, đến giờ vẫn chưa ra được tập thơ nào. Các cụ cứ giục thầy đang lo thơ không đủ hay, không khéo lại làm trò cười cho thiên hạ ấy. Gốc đa đầu làng có ông thầy bói, có biệt tài ngửi sách, đoán sách hay sách dở. Thầy muốn biết thơ thầy có hay không, thầy cứ mang ra nhờ ông ấy ngửi cho. Vớ vẩn, xưa này làm gì có chuyện ngửi sách, đoán hay dở được. Ta xưa này vốn không tin chuyện bói toán. Con thấy ngửi chuẩn lắm thầy ạ. Mày thì biết cái gì, ông ấy bói linh tinh, vớ vẩn. Mày lại bắt đầu thích ăn đòn rồi đấy. Mày muốn tiếp tay cho lão thầy bói lừa thầy của chúng ta sao? Thôi ngay, trật tự để học tiếp. Còn làm ổn nữa là ta cho đi du lịch góc lớp bằng đầu gối đấy. Ai? Tôi, thầy đồ bư đây mà. Ô, chào thầy đồ. Thế thầy không dạy chữ hay sao mà lại ra thăm tôi thế này? Nghe đồn thầy có tài người văn nên làm mạo muội. Ôi ấy chết, tôi đâu dám. Chắc thầy lại nghe bọn trẻ trâu chúng nó đồn đại linh tinh rồi. Thầy có tài mà cứ giấu anh em, thế thầy có thích tiền không? Ôi, tất nhiên là tiền thì ai mà chẳng thích. Ê, sạch đâu. Cuốn này là cuốn Hồng Lâu Mộng đấy mà. Hả? Sao thầy biết? Vì cuốn này tỏa ra mùi phấn son, mùi đàn bà, phụ nữ. Cuốn này là cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa đây mà. Thầy ngửi thấy gì à? Tôi ngửi thấy mùi binh đao. Sách gì đây, thầy đoán xem. Đây là tập thơ của nhà thầy mà. Thế thầy ngửi thấy gì à? Tôi ngửi thấy mùi thum thủ.